Đứa con bạc bẽo. Ngày xưa, có một người đàn ông rất ích kỷ, sống với vợ trong một tòa nhà rất to. Anh ta không muốn có con và luôn nói: trẻ con thì lúc nào cũng bẩn thỉu và ồn ào quá. Thế là cuộc sống của anh ta chỉ toàn ăn với chơi. Đôi khi người nghèo khó cũng đến gõ cửa để xin tiền hoặc một mẩu bánh, nhưng anh ta thường đuổi họ đi mà chẳng cho gì bao giờ. Anh ta bảo họ: các người phải làm việc, và tôi thì không thể có bổn phận nuôi các người. Và hai người cứ sống như vậy, họ không bao giờ làm cái gì cho người khác. Một hôm, họ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn món gà quay mới ra lò. Con gà rất béo, da giòn tan, chung quanh là khoai tây rán vàng ươm. Họ ăn được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa. Người chồng ra mở, thì ra là ông bố già của họ đến. Ôi chào con trai, nhà có món gì thơm vậy? Người chồng vội xông vào bếp dặn vợ: đem con gà cất đi, nếu không phải chia cho cha bây giờ, cất đi. Người vợ nghe theo và mang cho ông bố một miếng bánh mì khô khốc rồi giải thích: vợ chồng con chỉ có thế thôi. Ông bố vừa đi ra, anh chồng khóa luôn cửa lại rồi kêu lên: Mình ơi, Mình, mau, bây giờ vợ chồng mình ăn tiếp con gà này ha. Nhưng thật ngạc nhiên, khi anh ta cúi xuống xem đĩa thì con gà đã biến mất. Trên đĩa bây giờ là một con cóc gớm ghiếc. Con cóc liền nhảy lên bám chặt vào mặt anh ta. Thế là một sự trừng phạt đích đáng. Trong xã hội, thời nào cũng vậy, cũng luôn có những hàng con cái bất hiếu với cha mẹ. Và khi con cái có những hành vi ngỗ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thực ra trời không sinh tính, mà chính là biệt nghiệp của con cái và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc đưa đẩy để hiện đời làm quyến thuộc của nhau. Đó là theo quan niệm nghiệp quả. Còn trong đời sống, tính nết của con cái có nhiều tính xấu là nhiều khi do ảnh hưởng của xã hội chung quanh và thiếu đi một phần nơi sự giáo dục về đạo đức một cách kỹ lưỡng. Nên con cái rất dễ tiêm nhiễm cái xấu mà hư thân, bất hiếu với cha mẹ, ông bà. Đánh cuộc. Thời xưa, có đôi vợ chồng nọ làm 3 cái bánh, mỗi người ăn một cái rồi còn thừa một cái. Hai người đánh cuộc với nhau rằng ai muốn ăn cái bánh thì phải không nói một câu, nếu ai nói trước là thua cuộc, không được ăn cái bánh. Thế rồi cả ngày hai vợ chồng nín thinh không nói một tiếng. Chợt có thằng ăn trộm vào nhà vơ vét hết của tiền đồ đạc, sửa soạn chạy đi. Hai vợ chồng vì sợ thua cuộc mất cái bánh nên cứ lấy con mắt ngó trân trân tên ăn trộm đang vơ vét đồ đạc trong nhà mà không ai nói một tiếng. Tên ăn trộm thấy vậy còn dạn dĩ thêm lên, thậm chí còn muốn xâm chiếm tiết hạnh của người vợ, mà người chồng vẫn đứng xem không nói một lời. Người vợ hoảng hốt kêu ầm ĩ: anh thật là ngu si quá đỗi, vì một miếng bánh mà để thằng ăn trộm làm nhục tôi quá đỗi, không mở miệng nói một lời. Người chồng bèn vỗ tay cười lớn: em đã khai khẩu nói trước rồi nghen, như vậy thì thua anh rồi phải không? Và bây giờ thì cái bánh này thuộc về anh. Thích quá. Câu chuyện này chúng ta đã nhận chân ra một điều là trong xã hội con người luôn chạy theo sự ham muốn và không lúc nào được thỏa lòng. Theo đuổi ham muốn cốt là để thỏa mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến bất mãn vì những điều mong muốn của chúng ta không đạt được. Đôi khi vì những ích kỷ nhỏ nhen mà chúng ta lại đánh mất đi những lợi ích lớn lao của pháp lành, và lúc nào cũng bị sự ham muốn trượt đuổi. Cũng chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy, dù trốn ở tận gốc bể chân trời, ta vẫn cứ khổ đau. Dù có tìm quên trong thú vui nào, lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau thương. Nếu chúng ta có thời gian ngồi quan sát lại bản chất của tâm mình, cái gì tạo ra rắc rối và chướng ngại trong đời sống,
thì ta sẽ tìm ra được bản chất của đối tượng ham muốn, quán sâu vào nó để loại trừ nó ra khỏi tâm ta. Chia phần. Ngày xưa, có một bác nông dân sống chỉ dựa vào trồng trọt trên một thửa ruộng thuê của chủ đất. Thửa ruộng nhỏ, chỉ vỏn vẹn bằng căn lều của bác, nhưng được cái là đất rất tốt. Chủ đất là một con quỷ độc ác. Một hôm, quỷ đến thăm ruộng, bảo với bác: "Này tên kia, tiền thuê đất mày chưa trả cho tao đủ. Từ nay trở đi, khi chia quê lợi, mày phải nộp cho tao mọi thứ gì mọc ở trên mặt đất này. Và mày chỉ được hưởng một phần còn lại mà thôi." Rồi nó cười giễu cợt bỏ đi. Thú vị vì sáng kiến mới, nó thầm nghĩ: "Cái thằng nông dân dốt nát kia, nó phải nộp cho ta toàn bộ số hạt lúa mọc trên cánh đồng này, và nó chỉ còn hưởng bộ rễ mà thôi." Bác nông dân nghe xong chán nản về nhà, nhưng đột nhiên bác nghĩ ra một cách. Đến mùa gặt, quỷ đến nhận phần. Người nông dân đã trồng cải củ, cà rốt, toàn những loại cây có củ nằm ở dưới mặt đất. Quỷ chỉ mang về một đống lá. Tức giận nó bảo: "Mày không thể làm như thế với tao được nữa đâu. Sang năm mày sẽ chỉ được hưởng những gì ở trên mặt đất này mà thôi." Đến mùa thu hoạch sau, con quỷ lại đến nhận phần. Nhưng nó ngạc nhiên xiết bao khi thấy một đống rễ đầy đất. Người nông dân bảo: "Là phần của ông đó." "Đây là phần của ta đây à? Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ lấy những gì mọc ở dưới mặt đất chứ mà." "Thì đúng rồi, ông có thể mang số rễ này đi, đó là phần của ông." Quỷ tức điên lên, nhận ra bác nông dân đã gieo lúa mì, lúa mạch và ngô. Các giống cây này đều cho hạt ở trên mặt đất. Nó bỏ đi, xấu hổ và giận dữ. Nhiều lúc chúng ta tính toán quá, làm cho mình thêm khờ dại. Bởi vì còn tính toán thì còn có sự hơn thua, mà cứ như vậy, tức là chúng ta nuôi dưỡng tánh tham mỗi ngày mỗi lớn. Ngẫm lại, chúng ta còn tính toán một vấn đề nào đó thì còn làm cho sự việc rắc rối thêm lên. Có lẽ vì thế mà chư tổ thường dạy chúng ta nên tiếp ứng với sự việc bằng bản tâm bình thường, không bị những tính toán lo toan làm xao động. Mảnh tâm ấy đã có đủ khả năng làm lành lánh dữ, giới, sáng suốt, huệ, và không bị dao động vì những tư dục cá nhân, định. Đó cũng như lúc mà con quỷ thấy rõ sự ngu xuẩn của mình mà xấu hổ bỏ đi. Không còn gì để mất. Một thương gia giàu có bỗng gặp đủ thứ tai họa liên tiếp. Ông mất đi người vợ đẹp, mất đi tòa biệt thự vì hỏa hoạn, rồi mất luôn cả tài sản vào tay bọn cướp, và mất cả tự do vì nhục mạ vị lãnh chúa trong vùng, nên ông đã bị bắt và bị giam cầm. Viên cai ngục có một người mẹ lúc trước đã giúp việc cho vị thương gia đó. Hắn để ý thấy thương gia thay đổi thật kỳ lạ, vì trước đây ông nổi tiếng là keo kiệt và luôn sợ người ta lừa mình. Nhưng từ ngày vào trong ngục thất, ông ta tỏ ra rất là hạnh phúc. Thấy thế, hắn bèn hỏi: "Ông không bị làm sao chứ? Sao ngày nào ông cũng vui cười vậy?" Người thương gia cười thích thú: "Bởi vì chẳng còn thứ gì để mất nữa cả." Nói tới phương cách sống thì mỗi người đều có một lối sống khác nhau. Lối sống đó ảnh hưởng đến tâm tính của chính họ. Sự khác nhau đó chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt khi để ý đến sự sinh hoạt trong từng giai đoạn sống của chính họ. Có người cả đời sống xa hoa trong nhà cao cửa rộng, xe cộ đời mới, mắc tiền, và bằng lòng với chính cái sự sung túc đó, và nghĩ rằng đời này không có gì đáng phải suy nghĩ, chẳng có gì đáng phải buồn, và sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ riêng mình. Cũng có người cả đời chỉ thích sống giản dị, mặc dù có sẵn tiền bạc, không thích chân diện và hay giúp đỡ người khác. Và có hạng người khác
thì lúc nào cũng chỉ thích sống an phận thủ thường, không hề có ước vọng cao xa. Tiền bạc có được bao nhiêu thì tiêu pha trong giới hạn đó, không than gian với ai. Vậy thì ta hãy dùng tuệ giác đúng đắn để tìm ra phương cách sống tốt nhất, và hãy tư duy thử phương cách ra sao mới là phương cách vui sống phù hợp cho riêng mình. Xuôi theo dòng. Chuyện xưa kể lại rằng có một người đàn ông bất ngờ ngã xuống một dòng sông. Chỗ ông bị ngã xuống là nơi mà dòng nước sông đang chảy xiết ra một bờ thác cao và rất nguy hiểm. Mọi người trên bờ đều lo lắng cho mạng sống của ông ấy. Mầu nhiệm thay, ông ấy đã sống sót và bơi xuôi theo dòng nước dưới chân ngọn thác. Mọi người vây quanh ông ấy để hỏi xem bằng cách nào mà ông đã vượt qua được nguy hiểm. Ông ta bình tĩnh trả lời: Lúc đầu tôi cố vùng vẫy, sau đó tôi hòa mình vào dòng nước, không lo sợ. Tôi đã để cho dòng nước tự nhào nặn hình thể của tôi. Chính vì hòa vào dòng nước xoáy nên tôi đã quay trở ra được khi dòng nước xoáy ấy chảy ra. Nhờ vậy mà tôi đã thoát chết. Trong bất kỳ một tình huống nào, ta cũng đừng nên nhượng bộ sự sợ hãi trong khi mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chính sự sợ hãi đã làm cho ta thất bại. Lúc ấy, chúng ta phải giữ cho trạng thái tâm hồn mình thật bình tĩnh, hít thở thật sâu vào và dùng tuệ giác để nhìn vào tình huống vừa xảy ra một cách sáng suốt thì sẽ ổn định được mọi chuyện. Và một điều nữa mà ta tiếp nhận được từ nơi bài học này là ta phải ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời cùng sự có mặt của thiên nhiên cũng như xã hội chung quanh chúng ta, để cho ta hòa nhập thích ứng với những sự biến đổi của chúng. Kẻ ngốc khen cha. Thuở xưa, có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác. Nào là cha anh có lòng nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả. Nào là cha anh không bao giờ cướp giật, lừa gạt tiền vật của ai. Nào là đối xử với mọi người rất công bình, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong cơn nguy khốn. Có một người ngu nghe thế tự nghĩ: mình cũng nên khen cha mình một phen chứ. Nghĩ xong anh bèn nói: đức hạnh của cha tôi còn hơn cả đức hạnh phụ thân của ông nữa. Người xung quanh bèn hỏi: đức hạnh của ông thân anh như thế nào? Người ngu liền đáp: cha tôi từ nhỏ đã tuyệt đường dâm dục, chẳng hề biết gì về việc đó nữa. Ai nấy nghe cũng đều bật cười và nói: nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục, làm sao sinh anh ra được? Phải rồi. Nghe hỏi, anh ngu nọ thừ người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao. Sống ở đời, ai cũng muốn mình được tiến thân, tức là những lời khen ngợi mà người khác dành cho mình. Nhiều người còn muốn tên tuổi cùng danh tiếng của mình lưu lại đến đời sau. Muốn thực hiện được điều đó, ta phải biết sống cho mọi người, vì mọi người, bằng cách dám coi nhẹ đồng tiền và ngay cả mạng sống của mình để giúp đỡ người khác, hoặc có thể truyền đạt tất cả những kinh nghiệm quý báu gì mà mình đã đạt được trong cuộc đời, những thành quả về mọi mặt để mưu cầu lợi ích chung, thì những lời khen ngợi của người khác dành cho mình mới phù hợp với thực tế. Nếu cố bịa ra những việc tốt mà ta chẳng làm để được người khác khen ngợi, tức là nhận sự giả dối, chẳng những không được lợi ích gì mà lại làm cho mọi người khinh bỉ. Do đó, trong năm giới của Phật giáo, giới cấm vọng ngữ là một hình thức để giúp người ta chế ngự và ngừa những lời nói không thật, vô nghĩa, không mang lại lợi lạc cho mình và người. Những vết đinh. Một cậu bé nọ hay nóng tính. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và nói với cậu: mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì con cứ chạy ra đằng sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh trên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé tập kiềm chế cơn giận của mình, và số lượng đinh mà cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là đi đóng một cây đinh lên hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua,
Rồi cũng đến một hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha và báo rằng không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những cái lỗ đinh còn lại ở trên hàng rào đây. Hàng rào đã không còn giống như trước nữa rồi, con thấy chưa? Nếu như con nói điều gì trong cơn giận dữ, thì những lời nói đó cũng như những cái lỗ đinh này vậy, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa, thì vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Và con hãy luôn nhớ rằng, vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương thể xác. Những người chung quanh con, bạn bè con, họ là những viên đá quý. Họ giúp cho con cười và giúp cho con mọi chuyện. Họ nghe con thở khi con gặp khó khăn. Họ cổ vũ cho con và luôn sẵn sàng mở trái tim của họ ra với con. Con hãy nhớ lấy điều đó. Trong cuộc sống, sự tiếp nối, truyền thông giữa cha mẹ và con cái thật vô cùng quan trọng. Đặc biệt là ngay từ khi thời còn thơ ấu, cha mẹ phải tập cho con cái biết suy nghĩ về những hành động mà chúng đã làm. Vì những suy nghĩ và việc làm đó là tốt hay là không tốt, và giúp cho chúng ý thức được sự có mặt của chúng trên cuộc đời này và đang tiếp nhận sự thương yêu của mọi người dành cho chúng. Giáo dục cho chúng nhân cách ứng xử với tất cả mọi người, phải kính mến, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận với tất cả anh chị em trong nhà, rồi bà con họ hàng, cho đến hàng xóm láng giềng chung quanh. Xây dựng cho chúng có được sự tiếp nối đối với các thế hệ. Được vậy thì đời sống cũng như tâm lý của chúng thật vững vàng. Vì hơn ai hết, chúng sẽ ý thức được rằng mình đang rất hạnh phúc vì đang được bảo bọc trong vòng tay thương yêu và chăm sóc của người thân và cha mẹ. Duy đạo vui đời. Một thời Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Xá Vệ. Bấy giờ có bốn người cãi nhau về sự khoái lạc. Một người bảo: Thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khoái lạc. Một người bảo: Tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc. Một người bảo: Thề thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc. Cãi cọ phân dân nhau mãi, Phật nghe thế bảo: Các người chỉ tìm khoái lạc theo sở thích của mình, chưa thấy được cái vui chung của mọi người. Mùa xuân sẽ điêu tàn, thân thuộc sẽ biệt ly, tiền của sinh ra lo sợ, thê thiếp quả sầu bi, và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm. Người chí nhân chỉ có một khoái lạc duy đạo, đó là niềm vui. Nhìn nhận sự tương quan trong sinh tồn, chí nhân khổ cái khổ của người, vui với cái vui của muôn loài. Nên lợi người trước mình, cái vui đó thật là cái vui vô thượng. Các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô thượng đó. Triết lý Phật giáo giúp chúng ta nhận thức được cuộc đời vốn là khổ, và nguyên nhân đưa đến cái khổ ấy chính là do tham dục của mỗi chúng ta. Cũng vì do ta thiếu tuệ giác nên bị tham dục chi phối, không làm chủ được thân và tâm nên phải khổ. Và nếu muốn có được sự hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống, thì mọi người phải tự mình có thể khắc phục những khổ não ấy bằng cách là biết cách tiết chế dục vọng của mình. Khi tham dục bị chế ngự thì trí tuệ sẽ sáng suốt. Có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận chân được cái vô thường giả tạm của cuộc đời. Lúc ấy chúng ta sẽ tinh tấn tu hành cầu thoát sinh tử. Ba, học trò. Trong bất cứ một trường học nào trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò khi phải làm bài toán cho thầy giáo. Loại một, tự mình loay hoay, kiên nhẫn giải bài toán một mình. Loại hai, sao y bản chính của bạn, không cần phải tìm tòi thắc mắc chi cả. Loại ba, nhờ người khác hướng dẫn, biết đáp số, tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy. Thông thường ba loại học trò trên đều có thể đạt đến số điểm giống nhau.
Nhưng lúc đến trường thi sẽ có ba kết quả khác nhau. Loại một, nhờ nó tự giải bục mình nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự trúng tủ liền. Loại hai, do sao chép sách của bạn nên đến lúc phải xoay sở bục mình liền bí tịch, xơi luôn một cặp trứng ngỗng. Loại ba, vừa chép của bạn vừa giải theo nên năm thuở mười thì cũng có thể giải lấy một mình. Cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán của mỗi chúng ta đó sao? Đức Phật và các bậc độc giác là những người có thể tự giải bài toán một mình. Còn lại, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật và chư vị tổ sư có thể ví như hàng giải bài toán loại thứ ba. Vì các ngài có trí lực và huệ lực nên vừa có thể học hỏi từ trong kinh điển và áp dụng vào đời sống tu tập của mình một cách nghiêm mật, nên trước sau gì đáp số của bài toán cũng sẽ tự hiển lộ. Còn chúng ta chuyên môn sao y lời của Phật và Tổ mà không chịu nghiên cứu và áp dụng phương thức ấy để tìm ra cách giải. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu vì sao rồi chứ. Trong số đó, chúng ta nhiều khi diễn giải kinh rất lưu loát và thao thao bất tuyệt, có thể hay hơn cả những bậc đàn anh đi trước của mình. Nhưng khi những khó khăn tìm đến thì ta lại trốn tránh một cách hèn nhát, và những lúc có khổ đau trỗi dậy, chúng ta lại không thể vượt qua. Cúng dường được phước. Xưa có một nhà giàu, người ở giúp việc rất đông, trân bảo vô lượng. Lúc bấy giờ, Phật cùng A Nan khất thực đi ngang qua nhà ấy. Chủ nhà cùng vợ con, cháu chắt đều hoan hỷ thỉnh Phật vào nhà, đem giải quý lót đất, dùng đồ vật bằng vàng bạc dâng cúng. Đức Phật dạy rằng: người này đời trước sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải hái rau mà ăn. Một hôm canh rau vừa chín thì có một vị tu hành giàu đi khất thực. Chủ nhà cùng với tất cả vợ con đều nhịn phần ăn của mình để cúng dường cho vị sa môn đó, nhưng trong lòng còn ân hận vì không có được vật quý để cúng dường. Do nhờ thiện niệm và cử chỉ cúng dường tốt đẹp kia mà cả gia đình họ đều được giàu có vô lượng, lại phát tâm trì giới thanh tịnh, gặp Phật để được nghe pháp và đã chứng quả A-la-hán. Chúng ta đem vật thực cúng dường tam bảo cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu công đức vô lậu, không sinh, không diệt, đó là cầu pháp vô vi. Nếu như chúng ta bố thí tiền, lạy Phật, niệm Phật, lấy những công đức đó cầu cho gia đình được bình an, con cái thông minh đỗ đạt, làm ăn phát tài, đó là cầu phước hữu lậu, phước hiện tại. Thật ra, chỉ cần chúng ta phát tâm cúng dường bố thí mà không mong cầu thì phước báo cũng tự nhiên đến. Nếu như nó không đến trong đời này thì nó cũng đến trong đời sau. Như gia đình nọ trong truyện, Chí Thành phát tâm cúng dường cho một vị sa môn mà không mong cầu điều gì, nhưng nhờ phước báo đó mà đời sau họ được giàu sang sung sướng. Cúng dường bố thí mà không khởi tâm mong cầu điều gì mới chính là cúng dường một cách cao thượng vậy. Con mèo nghi lễ. Thời xa xưa, tại một ngôi chùa nọ, khi thầy trụ trì và các đệ tử bắt đầu ngồi tịnh tọa niệm Phật vào buổi tối, thì con mèo sống trong chùa gây ra tiếng ồn ào, khiến họ phải phân tâm. Thầy trụ trì ra lệnh cột con mèo lại trong giờ tịnh tọa. Nhiều năm sau, khi thầy trụ trì qua đời, con mèo vẫn tiếp tục bị cột trong giờ đại chúng tịnh tọa. Đến khi con mèo đó già chết, một con mèo khác lại được mang vào thiền viện, và nó cũng bị cột lại trong giờ tịnh tọa vào buổi tối. Rồi đến nhiều thế kỷ sau, những người kế thừa ngôi chùa đó đã viết luận văn tốt nghiệp về nghi lễ tôn giáo của việc cột con mèo lại trong lúc tịnh tọa. Câu chuyện kể trên giống như cách phát triển những điều mê tín. Mới đầu có thể có những lý do đặc biệt trong một hoàn cảnh riêng nào đó, lâu dần việc đó được lặp đi lặp lại như một tập tục, rồi thành một nghi thức.
Họ làm việc đó vì họ không thấy có điều trở ngại, không mất gì và không nên làm. Nhiều người trong chúng ta đã sống giống như câu chuyện trên. Chúng ta làm cái này, cái kia, lặp đi lặp lại mà thực sự không hiểu gì về ý nghĩa hay tầm quan trọng của nó. Câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ tới lời Phật dạy trong kinh Kamala thuộc Tăng Chi Bộ như sau: Như vậy, này các tỷ kheo, điều ta vừa mới nói với các người. Các tỷ kheo, các người đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì sa môn là thầy mình. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào các người tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các thầy tỷ kheo, các người hãy đạt đến và an trú. Nhận người làm anh. Thời xưa có một người nhà rất giàu có, cử chỉ luôn đúng đắn và lại thông minh. Vì thế, kẻ xa người gần đều cảm phục, ái mộ. Bây giờ có một người đến nhận người ấy làm anh mình, thường thường qua lại một cách rất mật thiết. Người này nhận người giàu làm anh để làm chi vậy? Mục đích chỉ muốn lợi dụng tiền bạc. Sau đó, người nhà giàu kia sa sút khốn cùng, đổ vỡ nợ nần. Người kia liền trở mặt và nói thẳng với anh nhà giàu kia: ngươi không phải là anh ta. Chuyện này chỉ dụ rằng có bọn người xấu ăn trộm kiến thức ngôn ngữ, phương pháp và nghi thức của Phật Pháp, đem ra làm giáo pháp của riêng họ, nhưng hoàn toàn không thật tâm tin tưởng, mà chỉ muốn lợi dụng những điều ấy làm phương tiện để mưu sinh. Và nhiều lúc họ lại tỏ ra rất là đạo mạo để hòng che giấu những điều xấu của họ. Tuy nhiên, từ xưa tới giờ, tất cả những điều thuộc về chân lý thì luôn luôn đúng, nhưng do con người luôn làm sai lệch đi mà thôi. Vết sẹo. Ngày xưa, khi còn bé, anh và tôi hay chơi trò cút bắt. Lần nọ tôi té ngã, máu ở đầu gối chảy ra rất nhiều. Anh xuýt xoa theo từng giọt nước mắt của tôi, luôn hứa sẽ che chở tôi suốt đời, không bao giờ để tôi đau nữa. Lớn lên, anh đi du học và bỏ luôn ý định về nước. Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô gái da trắng, tóc vàng về chiều tang. Tôi đứng nép sau bầu cửa, nhìn sang, bất chợt vết sẹo nơi chân nhức buốt. Cuộc sống thật sự không phải là một giấc mơ đẹp để người ta ao ước và chìm lãng vào nó, để rồi phải thất vọng khổ đau. Những phút giây trôi qua của một kiếp người luôn luôn có sự biến đổi sinh diệt. Tình yêu của ngày hôm qua không phải là của hôm nay, và cũng chưa chắc là của ngày mai nữa. Mọi diễn biến tâm lý luôn vận hành một cách liên tục trong cái bản chất tương đối của nó. Nhiều khi ta cố chấp vào một kỷ niệm cũ để rồi trở thành nỗi đau của ngày hôm nay và còn có thể là của ngày mai. Hãy nhìn sâu vào những ký ức ấy, chúng ta sẽ nhận chân ra được nó là dòng chảy của dòng sông luôn ồn ào, luôn gợn sóng và luôn biến đổi. Khi quan sát một cách sâu sắc như vậy, thì niềm đau sẽ tan biến và nhường bước lại cho một nụ cười. Tôn giáo của đời thường. Một vị quan chức có quyền thế cao trong địa phương đến tìm thầy trụ trì một ngôi chùa trong địa phận quản lý của mình để xin được học về Phật Pháp. Nhưng lúc có một người nông dân nghèo ở gần đó đem biếu nhà sư một rổ khoai luộc, sư sai thị giả bưng khoai ra mời người khách nọ. Vốn không quen ăn những thứ bình thường như vậy, vị khách ngần ngại không muốn chạm tay vào rổ. Nhà sư thấy vậy bèn nói: Ngài cố mà ăn đi, qua đó ngài mới nếm được mùi vị khổ cực của những người nông dân. Phật Pháp mà tôi muốn truyền dạy cho ngài
cũng chỉ có như thế. Nhiều lúc người ta cứ nghĩ rằng Phật Pháp dạy những gì cao siêu lắm, vượt qua những cái thường tình của thế gian, nên người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi, mà quên đi hiện thực rằng tất cả mọi cử chỉ, phong cách đều là đạo cả. Nếu thực sự trong tất cả mọi việc thường nhật ta làm có chánh niệm và tỉnh giác, không tham đắm và không mong cầu vào bất cứ điều gì, biết chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác, thì đó cũng chính là đạo. Bởi vì Phật Pháp không phải rời thế gian mà có. Sen nở từ trong bùn. Thầy trụ trì một ngôi chùa nọ dạy cho hàng Phật tử tại gia: các vị chớ có nên so sánh và cho rằng các người được quy y là các người cao trội hơn người thường. Những người còn vướng mắc trong dòng danh lợi, chưa thức tỉnh để bước vào đạo, họ chỉ đáng được thương xót, không đáng bị khinh khi hay trách cứ. Đừng khởi tâm phán xét họ, không nên khởi ý so sánh thấp cao. Đó chính là tâm hạnh của chư Phật, Bồ Tát và các bậc thánh hiền. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bình thường, đồng hóa với sự đời, trong khi tâm ý của chúng ta vẫn hướng về đạo giải thoát và không ngừng chiêm nghiệm lẽ huyền diệu của giáo pháp. Thật chứng minh, có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng: người đó thì cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều là không tốt thôi. Điều thứ nhất là hay nổi giận, và điều thứ hai là hãy chạm tới việc gì thì hơi lỗ mãng. Đang lúc nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói: ta nói giận hồi nào? Ta lỗ mãng với ai đâu? Bây giờ mọi người đều nói: cử động của ngươi hiện tại thì chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãng của ngươi đó sao? Đúng rồi. Chuyện này ý muốn nói rằng, có một hạng người có lỗi mà không chịu nhận, người khác đưa ra ý kiến để giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp nhận, trở lại xấu hổ, sân hận, tìm cách báo thù. Làm thế thì không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của mình, mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa. Phân tâm nhị dụng. Có một vị thầy đến thăm nhà một Phật tử nọ. Thấy bà chủ nhà vừa thờ Phật vừa thờ thần tài, vị thầy hỏi: bà thờ thần tài để làm gì vậy? Dạ, con thờ để cầu được tiền tài. À, thế con thờ Phật? Dạ, để tu hành và cầu mong giải thoát. Vị thầy nói: ồ, bà quả là người có tài phân tâm nhị dụng đó nghe. Thật vậy, trong cuộc sống đời thường, người ta luôn luôn khởi tâm mong cầu, tham lam, bắt cá hai tay, vừa muốn ôm lợi danh, vừa tìm cầu giải thoát, nên lúc nào cũng phân tâm đuổi bắt hai chiều, mà quên mất đi hạnh phúc sẵn có nơi tự tâm mình. Vì mỗi giây, mỗi phút hiện tại, tỉnh thức luôn là quý báu và mầu nhiệm, mà mỗi nụ cười, mỗi hơi thở và mỗi câu niệm Phật đều chứa đựng cái bản thể bất nhị. Khi ta không khởi tâm mong cầu, ham muốn, thì trong mỗi pháp, tự nó lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn. Như Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú: kẻ ngu đi tìm sở đắc thì phân tâm làm hai. Vì vậy, ta cần phải trở về với giây phút hiện tại, vì quá khứ thì đã trôi qua, còn tương lai thì chưa đến. Chúng ta cần phải sống hết sức chánh niệm trong tuệ giác của những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có mặt. Vì nhỏ mất lớn. Thuở xưa có một người cho người khác mượn 5 đồng, rất lâu mà không trả lại. Chàng bèn đi đến nhà và đòi nợ. Trên đường đi phải trải qua một con sông. Chàng phải đi qua đò và tốn 3 đồng. Đến nhà người kia thì người kia lại đi vắng. Khi trở về, chàng lại phải tốn thêm 3 đồng nữa, đi đò qua lại hết 6 đồng. Làm như thế chỉ luống nhọc công mà không đi đến đâu cả, và số tổn thất lại nhiều hơn số tiền đã cho mượn. Vì tranh cầu chút lợi,
không tiếc làm bại hoại hành thanh cao của mình. Kết quả đôi khi thường không bù lại sự tổn thất. Hiện tại mang tiếng xấu, đời sau mắc quả báo chẳng lành. Hành động như thế thật là ngu si. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập hạnh tùy hỷ, để diệt trừ những tập khí ích kỷ, tham lam đã nằm sâu trong tâm trí chúng ta. Nếu chỉ thấy có lợi ích cho chính bản thân mình, thì chúng ta chỉ đạt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, vì hạnh phúc đó được xây dựng từ lòng dị kỷ mà có. Lòng tùy hỷ thì luôn trái ngược với điều đó. Nên tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ mọi chướng ngại, là một yếu tố sống hạnh phúc trong đời thường. Còn nếu chúng ta không tu tập hạnh tùy hỷ, không khoan dung với mọi người mà luôn tính lợi lạc cho mình, thì dù có thông minh, tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, chúng ta cũng không đạt được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống. Giết kẻ dẫn đường. Thuở xưa, có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để tìm kế sinh sống. Đường đi phải trải qua một cánh rừng rộng, cả đoàn đều không biết đường. Mới bàn tính với nhau là mời một người đi theo chỉ lối. Rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát và gặp một ngôi miếu thần. Theo tập quán nơi đó, đoàn phải có một người để tế mới đi qua khỏi được. Đoàn thương gia cùng nhau bàn luận và đều cho rằng trong những người bạn của chúng ta, ai ai cũng đều là bà con thân thích, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, nên giết người này để cúng tế. Bàn tính xong xuôi, họ bèn đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong, họ lên đường. Nhưng vì không có người dẫn đường nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh rừng bát ngát. Sau cùng, cả bọn đều bị chết ở giữa khoảng đường dài. Đời sống của con người thật quý giá, nhưng cũng quá đổi mong manh. Hôm qua còn khỏe mạnh vui sống, nhưng ngày mai sẽ ra sao thì vẫn là điều bí ẩn của nhân sinh muôn thuở. Người ta chỉ chợt chạnh lòng tê tái với một cảm nhận mong manh khi vô thường xảy ra với mọi người chung quanh, mà chẳng mấy ai lưu tâm đến điều ấy có thể xảy đến với mình. Theo Thế Tôn thì mạng người chỉ tồn tại trong hơi thở. Một khi hơi thở ra mà không thở vào là kết thúc một đời người. Quán niệm đối diện với sự thật của chính tự thân về cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào là điều cần thiết mà mỗi người phải thực hành. Chính cảm nhận được sự mong manh tạm bợ nay còn mai mất của kiếp người sẽ giúp cho ta thêm trân quý hơn cuộc sống. Những thành bại hơn thua, được mất, tranh đoạt hận thù sẽ chẳng còn có giá trị nếu như gần kề với cái chết, nhận thức án tử đang lơ lửng quanh ta. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn biến động, đầy dẫy những tai nạn rủi ro. Ý thức rõ ràng về cái chết có thể đến với con người bất cứ lúc nào sẽ giúp cho con người sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, bớt đi tham ái, hỷ xả, tha thứ và luôn nghĩ đến mọi người, đồng thời tinh cần thực hành các pháp thiện. Nghĩ đến vô thường, thần chết đang rình rập là một cách thể kiềm sự thật của đời sống. Cuộc sống sẽ bớt khổ đau và con người sẽ thương nhau hơn nếu như mọi người biết suy niệm về cái chết. Những chiếc bánh nhỏ. Ngày xưa có một chàng nông dân tham gia đội quân của những người nghèo khổ nổi dậy chống lại những lãnh chúa độc ác. Vì chàng gan gốc và thông minh nên chẳng mấy lúc được tôn lên làm thủ lĩnh. Một hôm, chàng nông dân đó tấn công vào một cái thành mà ở đó có nhiều lãnh chúa đang tập trung quân để chống lại quân nổi dậy. Thủ lĩnh quân nổi dậy bố trí người chặn tất cả các nẻo đường đi vào thành. Và cuộc bao vây kéo dài và chẳng mấy chốc trong thành phố đã cạn kiệt lương thực. Dân chúng và binh lính gầy rộc đi, nhưng các lãnh chúa thì vẫn được ăn ngon vì chúng giữ cho bản thân mình những gì chúng dự trữ được. Thủ lĩnh nghĩa quân bèn quyết định tấn công vào thành. Nhưng trước đó, chàng khao quân để họ có được sức khỏe. Ngày ấy, trong những thức ăn ngon do bà con nông dân ban tặng, có những chiếc bánh nhỏ kẹp thịt rất thơm. Thủ lĩnh nhân hậu thầm nghĩ,
dân chúng và binh lính trong thành sắp chết đói, trong khi quân đội của mình thì lại được ăn no. Chàng ra lệnh móc vào mỗi mũi tên 2 cái bánh nhân thịt và yêu cầu mỗi người lính phải bắn 3 mũi tên vào trong thành. Những người ở trong thành thấy những mũi tên có bánh đó bay đến với họ, họ không còn tin vào chính mắt mình nữa. Họ lao ra lấy những chiếc bánh và họ hiểu rằng đội quân đang bao vây thành chịu sự chỉ huy của một thủ lĩnh thật là nhân hậu, độ lượng, trong khi các lãnh chúa cứ để mặc cho họ chết đói, chẳng giúp gì cho họ được. Thế là họ mở cửa thành cho thủ lĩnh và nghĩa quân tràn vào. Những người này bắt giam các lãnh chúa, và đây có lẽ là lần duy nhất người ta thắng trận nhờ vào những chiếc bánh nhỏ như vậy. Người ta thường nói, trong tận cùng đau khổ mới biết thương những người trong tận cùng khổ đau. Điều ấy cũng đúng. Như anh chàng thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nọ đã cứu đói cho những người nông dân, và đó là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công của anh ta. Trong những lúc gian nguy nhất cũng là lúc người ta dễ mở tấm lòng ra với nhau hơn. Đó cũng là một quan niệm sống rất gần với đạo Phật. Chàng thủ lĩnh này không phải là người học Phật. Nếu như anh ta là người học Phật thì tâm từ sẽ được nuôi dưỡng lớn hơn và sẽ là người làm được rất nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân quần chúng. Người trí. Bà Visakha mặt đầy nước mắt vì đứa cháu nội mới chết. Đức Phật dạy: ai có tới 50 người thân sẽ có 50 nỗi lo buồn. Còn ai có 100 người thân sẽ có 100 nỗi lo buồn. Chỉ có ai không chấp thủ đây là ta, đây là của ta thì mới không có khổ. Không tham đắm sẽ không ưu não, xa lìa được ngũ dục, chỉ cầu vui chánh pháp thì sẽ tiến tới sự an lạc niết bàn. Cho đến lúc sức mòn lực kiệt thì cuộc đời vô thường sẽ đòi lại tất cả những cái có của chúng ta. Phần ta chỉ còn trơ trọi 2 bàn tay trắng. Những phiền não của con người nơi cõi ta bà này thì sâu vô tận, nên chúng ta cần phải hạ quyết tâm diệt trừ nó. Vẫn biết là mọi người chúng ta đang ở trong biển khổ vô biên. Bao nhiêu con người đang rên xiết trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Biết bao người đã bị đói rét hành hạ, đau khóc thảm thương. Vì thế mà chúng ta phải học tập theo tinh thần lợi tha của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chèo thuyền từ cứu giúp mọi người để làm vơi bớt một phần nào những đau khổ của kiếp phù sinh. Chúng ta là Phật tử thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hướng về chân trời lý tưởng của Phật giáo để làm lợi lạc cho người và phần nào góp phần dựng xây xã hội ngày càng thêm tốt đẹp. Một ngọn lửa. Một ngọn lửa khổng lồ bừng lên trong rừng rậm. Các con vật tập hợp thành đàn phía bên kia hồ nước và nhìn chăm chăm vào đám cháy. Một con chim nhỏ dường như biết trước những gì sẽ tiếp diễn, ngậm một hớp nước trong chiếc mỏ nhỏ xíu của nó và tưới vào đám lửa. Nó quay lại mang một hớp nước khác trong mỏ và tưới xuống. Cứ thế nó cần cù bay trở lại và hướng tới đám lửa một cách cần mẫn. Những con còn lại nhìn con chim nhỏ và nói với nhau đầy vẻ thất vọng. Không biết con chim này nó nghĩ thế nào, có thể làm được gì với một hớp nước trong cái mỏ nhỏ. Được một lúc, chúng hỏi con chim: hãy nói với chúng tôi, cậu thực sự đang nghĩ là có thể dập tắt được ngọn lửa với một hớp nước? Con chim nhỏ trả lời: tôi nghĩ là tôi đang làm điều tôi cảm thấy cần thiết làm. Đúng lúc đó, một thiên thần bay qua, nhìn thấy và biết sự việc ấy. Thiên thần cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của con chim, nên phù phép cho một trận mưa lớn. Trong cuộc sống, nếu như chúng ta không ngợi khen khuyến khích được ai, thì cũng đừng nên khinh khi hoặc là ngăn cản bất kỳ mọi việc thiện nào của họ. Phật đã dạy, sự tích lũy phước đức giống như những giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bể. Chúng ta cũng đừng cho rằng một việc nhỏ và một trách nhiệm cỏn con, một phước lành thiển mọn là không quan trọng. Nếu ai cũng nghĩ riêng cho cá nhân mình, thì sự đoàn kết và trách nhiệm ở đâu trong cuộc sống?
Một điều lành bao giờ cũng đem lại sự bình yên, cho dù là rất nhỏ, nhưng cũng gây được sự cảm kích ở lòng người và cùng với sự siêu nhiên linh ứng. Chúng ta nên biết, thế giới hữu hình và vô hình chỉ cách nhau trong một nhịp cảm ứng mà thôi. Người bạn chân chính. Người cha một hôm hỏi con trai có bao nhiêu bạn, chàng trai tự hào trả lời: con có hàng trăm bạn. Con à, những người hiểu biết thường cho rằng không bao giờ một người được gọi là bạn khi chưa thử thách người đó. Con hãy thử giết một con cừu rồi cho vào bao tải, bảo với các bạn là con đã giết người và cần họ giúp đỡ. Khi đó con sẽ rõ ai là bạn chân chính của con. Người con làm theo, thấy không một người bạn nào nhận giúp anh ta. Ông bố an ủi con và kể cho anh nghe một chuyện như sau. Có hai người lái buôn ở tỉnh rất xa nhau. Một hôm, một người đến thăm người kia và được tiếp đón nồng nhiệt. Nhân dịp đón bạn, người kia tổ chức một dạ hội lớn. Vài ngày sau, người khách ốm tương tư. Người bạn hỏi xem mình có thể làm gì được để giúp anh. Người kia nói: nếu như anh chỉ cho tôi tất cả phụ nữ có mặt ở trong buổi dạ hội đó, tôi có thể nhận ra người mà tôi đang say mê. Thế là người lái buôn kia thực hiện ngay điều bạn yêu cầu. Ai ngờ cô gái mà bạn mê lại chính là người yêu của chủ nhân. Vì bạn yêu cô ta nên mình chấp nhận để cô ấy trở thành vợ bạn. Vài năm sau, người bạn kia vẫn còn sống độc thân và đã mất hết tài sản. Anh ta đi tìm bạn cũ đã từ lâu chưa gặp để mong được sự giúp đỡ. Ngay lúc mới tới, người kia đã tặng nhiều của cải để anh này tiếp tục kinh doanh. Kể xong câu chuyện, người cha nói: đây chính là một trong những câu chuyện về người bạn đích thực. Thể rằng trong cuộc sống, chúng ta thường quan niệm bạn bè là những người mà chúng ta quen biết và có cùng sở thích. Nhưng điều vẫn chưa đủ để khẳng định đó là một tình bạn. Trong Kinh Hiền Nhân, Đức Phật dạy có bốn loại bạn trên đời, đó là bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất. Thật vậy, trong các loại bạn trên thì bạn như đất là loại tình bạn đẹp nhất, nghĩa là một tình bạn thật tốt lành, sẵn sàng san sẻ, xớt chia những niềm vui nỗi buồn, có thể hy sinh những hạnh phúc riêng của mình để dành riêng cho bạn, và luôn giúp đỡ cho bạn những lúc khó khăn. Muốn được vậy, phải trải qua rất nhiều thử nghiệm thì mới biết người đó có thực sự là bạn tốt với mình hay không. Bà và cháu. Một bà lão đang tắm cho đứa cháu nội mới sinh trong bồn rửa nhà bếp. Bà thèm thuồng nhìn làn da sáng ngời, ganh tị những ngày tháng tuyệt vời sắp được của cháu. Giọt máu kỳ diệu mang một phần thân thể bà. Bà rửa bàn tay tí tẹo, để ý cơ cấu huyền diệu này. Một cấu trúc thu nhỏ thật đẹp. Mấy ngón tay xinh quá là xinh, cả những làn da nhỏ nhắn tí nị trên các ngón tay cũng xinh xắn lạ lùng. Bà để bàn tay mình cạnh bàn tay cháu ngắm nghía, và trong tích tắc nhận ra rằng hai bàn tay giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất là thời gian. Mỗi bàn tay đều toàn hảo trong thời điểm của nó. Mỗi bàn tay đều hoàn thành chức năng mình trong thời điểm của nó. Bây giờ, bà nội đã hiểu bàn tay bà cũng đẹp như tay cháu, nhưng chỉ khác về thời gian thôi. Nhà Phật dạy, đời sống luôn luôn thay đổi, điều đó là chắc chắn, chẳng đáng ngạc nhiên gì. Nhưng Phật giáo còn đi xa hơn chân lý ấy, thúc giục ta dự trù trước sự thay đổi, và quan trọng hơn hết, nên đón nhận nó trong tất cả vẻ phong phú mỗi khi gặp. Bởi vì cuộc sống ai cũng trải qua những giai đoạn như sinh ra, lớn lên, già đi, và chết. Ai cũng có một thời vàng son và tươi đẹp, rồi đến tóc bạc da nhăn. Nếu chúng ta hiểu được rằng thân này cũng là giả, có sinh tất có hoại, thì ta vui vẻ chấp nhận thuận theo thời gian mà sống để tu hành thì rất có lợi ích. Đức Phật đã dạy, được thân là khó, mà gặp Phật Pháp lại còn khó hơn. Vì thế, ta nên coi thân thể
là một phương tiện tốt giúp ta tu hành để vượt thoát sinh tử luân hồi. Chớ chú trọng chi vào sự đẹp xấu của nó, để rồi phải khổ đau phiền não. Đi không về rồi. Thuở xa xưa, vào một đêm tối, người cha bảo với con: À, ngày mai về thật sớm, cha con mình đi chợ mua đồ dùng nghe. Người con nghe thế, ghi khắc vào lòng. Đến ngày mai, anh dậy thật sớm, không hỏi ý cha, tự một mình anh ra chợ. Tới nơi, anh không biết đến đó để làm gì, lang thang qua lại, mệt mỏi vô cùng. Trong mình lại không có một đồng xu cắt bạc, bụng đói như cào, mà không có tiền để mua thức ăn, nước uống. Đành phải trở về nhà. Ông cha vừa thấy, liền mắng rằng: Mày á, đúng là đồ vô trí. Sao không chịu đợi tao về cùng đi? Tự ý một mình đi không về rồi, không được cái việc gì hết. Tự chuốc lấy cực khổ nhọc nhằn. Tao có đời nào bảo mày làm vậy không? Trong cuộc sống, ông bà ta thường nói: Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và trong câu chuyện này, chúng ta thử liên tưởng đến người tu trì Phật Pháp là phải biết nương gần thầy hiền hay bạn lành để được sớm tối học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các vị ấy. Và sống cùng bạn, cùng thân, ta sẽ được năng lực của tăng thân che chở và bảo hộ, thì con đường tâm linh của chúng ta mới mau tiến bộ. Không nên tự ý là mình thông minh, tài giỏi, rồi tự mình sống tách biệt đại chúng mà tu hành, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, chướng duyên và sẽ làm cho ta thối thất tâm bồ đề mà sa vào sự cám dỗ của đời sống thế tục, rồi tự đánh mất đi chính bản thân của mình. Lúc đó thì khó mà cứu vãn được.